người miền Tây vẫn thường nói giỡn với nhau rằng: gì chứ ở cái xứ này không lo bị đói, cứ chịu cưỡng chút, chịu làm lụng mần ăn, chịu khó dành dụm thì khá lên mấy hồi. Thiệt vậy, người dân quê mình chịu thương chịu khó lắm, cứ luôn chân luôn tay ở ngoài đồng, ngoài ruộng, lại còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để nuôi con gà, bầy dịch, rồi xách đồ nghề ra sông cắm câu, thả lưới, kiếm thêm con cá con tép. Chào mọi người, mùa quá này trời lâu quá không gặp, trời nóng quá. Bây giờ mình quay lại, mình có một ít hàng cốc hả? Mà có trái nhiều lắm nè. Cốc Thái trái quá trời nữa. Cây này anh bán nhiêu cây em vậy? Một cây là 40 đồng. 40 đồng nha các bạn. Cây đang có rất là nhiều trái luôn. Nhưng mà mình có special nữa là nếu ai mua 2 cây là 70 đồng thôi. Thay vì tại vì 80 đồng, 2 cây 70 ha. Rồi bây giờ mình có cái cách promotion mới nữa. Là mua 2 cây được 70 đồng. Mà cây nào cũng trái nhóc. Trái đầy nhóc hết. Quá trời trái luôn á. Mua là năm nay có cốc ăn luôn ha. Có cây trái cũng to lắm. Mấy cái cốc trái mà nó hơi lâu lâu một xíu thì nó hơi đen chứ mà không có sao. Mình rửa thôi. Không mà cốc này ăn ngon. Cốc trái lớn ngon. Lá dứa mùa này đẹp lắm mọi người. Thì lá mình dứa vẫn đang sale là 15 đồng một cây. 15 đồng một chậu nha các bạn. Thì thấy nó cũng xanh tươi nha. Với lại cũng bự bự á. 15 đồng một chậu. Mảng cầu na rất là đẹp. Rất là đẹp, đẹp lắm luôn á. Na dài hả? Na dài. Na dài Việt Nam. Gốc cũng to to. Thì này bán nhiêu cây? Cái này mình bán là 60. 60 đồng cây nha các bạn. Nhưng mà cũng có cái promotion luôn là 2 cây 100 đồng. 2 cây 100. Một cây thì 60. Thì hình như có cây nào cũng gốc cũng to to á. Gốc bự lắm nha. Đây các bạn. Thì cây cũng xung xê đẹp. Cây 60, 2 cây 100. Cái cốc lớn, cái cốc này là cốc lớn thì mấy cái cây này mình sale là 60 đồng thôi. 60 đồng nhưng mà gốc gốc bự á nha. Trái cũng trái to luôn rồi nè. Cái đây có trái rất là ít cho nên nếu mà ai thích cái cây lớn này thì 60 đồng thôi nè. Mình bán rẻ cái đó, 60 đồng. Đặc biệt là mình có cây bình bát. Có luôn cây bình bát. Bình bát nó rất là đẹp luôn. Bình bát này đẹp lắm đó. Cây bình bát này gốc cũng to. Gốc rất to. Gốc cũng to ha. Cây bình bát. Cây bình bát này nó họ của nó giống nó gì vậy? Nó là một cái họ giống như cây cây mãng cầu hơn. Mãng cầu sim hả? Mãng cầu sim. Thì đó nhìn thấy giống như lá cái mãng cầu sim ha. Cái trái nó cũng ha. Mình dầm mà cái trái nó hình như cũng giống mãng cầu. Như vậy đó. Cái bông ECC thì có thể tuần tới mình sẽ có một ít cái trái bình bát để có trái luôn hả? Dạ có trái. Có lý nha. Để bà con biết là cái cây bình bát là như thế nào. Thì tuần tới mình sẽ đem ít trái bình bát rồi mình bẻ ra cho người ta thấy. Ủa mà cây này anh bán nhiêu cây vậy? Cây này mình bán 60 đồng. 60 đồng hả? Nhưng mà 2 cây cũng là 100 đồng luôn. Cũng 2 cây 100 luôn mà gốc cũng to nha các bạn. Gốc rất là lớn nha. Gốc to nha. Cái này nó cũng không có nhiều lắm. Có cái này như có 2 cây đây. Có khi nó có 2 cây.
60 đồng một cây ha. Dạ 60 đồng một cây, 2 cây 100 đồng. 2 cây 100 luôn. Dạ. Yeah. Okay. Cho nó khác khác một xíu. Yeah. Thì mà có những cây khế này trái nhiều lắm, trái bự lắm đó. Khế trái to nữa. Dạ. Yeah. Cái này khế trái to quá vậy. Trái rất là to. Dạ dạ. Nào qua đây. Khế ngọt hay khế chua? Khế ngọt, cái này là cái giống này nè. Giống Akin này trái bự lắm. Ừ, trái bự lắm. Dạ. Cây này bán nhiêu cây vậy? Mình bán rẻ là 120 đồng thôi, cây gốc bự lắm nha. 120 nha các bạn, cây đang có trái luôn nha. Dạ. Yeah. Gốc cũng to á. Cây này quá trời trái nè. Thì ai đến sớm thì chọn được. Dạ dạ, mình cũng chơi luôn thôi, 2 cây là 200 đồng. Một cây 120, 2 cây thì 200. Ok. Thì cây trái luôn nha các bạn. Thì mua nhiều cây thì được bớt nha. Được bớt dạ. Yeah. Mua nhiều năm mà được bớt dạ. Dạ. Có một ít ly chi cũng đẹp nha. Cái này vải nha. Ừ, vải nó cũng nhiều loại, trong đó có Marisette dễ đầu trái. Dạ, cái Marisette nó khỏe hơn. Dạ. Một cây này anh bán nhiêu cây? À, một cây mình bán 80 đồng. Dạ. 80 đồng mà gốc cũng to lắm nha. Dạ. 80 đồng một cây. Dạ. Cái này là Black Sabote, gốc lớn. Dạ. Black Sabote. Dạ, một số nó có trái nè, rồi dạ. Gốc này nha bà. Ừ, nó cũng có trái rồi nè. Có trái luôn nè, hả? Nè, có trái nè. Trái cũng to nữa bạn. Ừ. Wow, cây này quá trời trái luôn. Dạ, dạ, dạ. Wow, cây này anh bán nhiêu cây? Thì mình cũng bán 120, mà 2 cây là 200. Dạ. 120 rồi, 2 cây là 200 nha các bạn. Dạ. Wow. Gốc lớn lắm á. Dạ. Mà trái nhiều luôn nha. Ờ, trái rất là nhiều. Cái này là Sabo hả? Sabo, dạ. Alano, mình có một ít thôi. Dạ, 80 đồng một cây. 80 đồng một cây Alano nha các bạn. Dạ. Thì cây cũng xum xê á nha. Dạ. Cũng đang có bông luôn nè. Uh-huh. Đang có bông nè. Dạ. 80 đồng một cây. Dạ. Phần lớn cái cây Sabo á, chiếc á, đôi lúc mình thấy cái trái ở trên cây Sabo, chứ mà phần lớn cái trái đó nó nằm thuộc về cây mẹ, cho nên đôi lúc có thể nó không có phát triển nha. Cho nên dạ. Cái cây Sabo là phần lớn là chiếc, cái trái nó từ cái cây mẹ thôi. Cho nên đôi lúc mà nhiều người cứ hay thắc mắc là tại sao mua lúc đó có trái mà chừng năm sau nó không có trái. Do cây chiếc. Do cây chiếc thì cây mẹ nó đã có trái rồi. Yeah. Thì nhà mình nó cũng phải adapt lại 1 năm, 2 năm nó quen rồi, nó bắt đầu nó có trái. Nên đôi lúc nó chậm trái hơn. Không tùy tùy theo người trồng nữa. Không, chỉ ý nói vậy là có trường hợp nó không có trái. Không phải là mà tại vì sao mà ở vườn thì nó có trái, gì nhà không có trái, mà tại vì cái cây đó là của cây mẹ. Là cây chiếc. Dạ, cây chiếc. Dạ. Cây ghép thì bảo đảm hơn, cái cây chiếc thì đôi lúc đó là cái cây mẹ chứ không phải là của cây con. Dạ. Cho nên nhiều lúc phải 1 năm sau nó mới có trái trở lại. Dạ. Ok. Mãng cầu sim hả? Cái này là mãng cầu sim, mình cũng bán là 60 đồng một cây, 2 cây 100 đồng, mà cây đẹp lắm. Dạ. 60 đồng một cây ha. Dạ, cây cũng cao ráo. Cây lắm. Cao. Dạ. Cây này cũng bự nha. Dạ dạ, đây một cây thì 60 đồng, 2 cây thì 100. Đồng. Dạ, coi thử ai có nhu cầu về lá rồi đó. Dạ. Thì sắp tới thì mình sẽ ghép cái cây này lên cái cây bình bát đó. Cho nên mình hy vọng là sẽ mong có trái hơn. Ok. Cây ghép thì như nó mau trái. Dạ dạ, tại vì những cái cây mẹ nó có trái rồi đó, mình ghép cho cây bình bát, mà cây bình bát nó khỏe lắm. Dạ. Cho nên nó sẽ chịu được lạnh. Dạ. Thì hy vọng là năm tới mình sẽ có nhiều cây nó ghép. Cây ghép ha. Cây ghép từ cái cây bình bát. Dạ. Một cây thì 60, 2 cây thì 100. Dạ. Dạ. Thì ở trong này nó vẫn có những cái cây ghép. Cây ghép. Dạ, đây như cây này là cây ghép nè. Là ghép, cái ghép từ cây bình bát nè. Cái gốc này là gốc bình bát. Dạ. Thì mình ghép từ cây mẹ, thì cây đây hy vọng năm tới nó sẽ có bông. Dạ. Đúng rồi, cái cách để mình cho nó thúc nó cho mau đúng, ra bông cái trái rồi. Dạ dạ dạ, nó mau có trái hơn. Là mình ghép cho cây khác. Dạ. Có lý quá không? Thì mà nếu mình ghép vô cái cây sour shop mà từ hộp thì cũng được, nhưng mà thường thường cái cây sour shop nó chịu lạnh hơi dở hơn. Yeah. Cho nên người ta không có ghép vô cái cây sour shop, mà ta sẽ ghép vô cây bình bát. Yeah. Cây bình bát là một cái cây mà nó nằm ở miền Nam đó, người ta trồng dọc theo bờ hồ rồi nhiều lắm. Vậy là nó phái nước á. Rất là thích nước. Yeah. Mà nó chịu hạn cũng tốt, chứ không phải là bắt buộc phải có nước. Yeah. Nhưng mà mình tưới nước nhiều nó không sao vậy. Mà nó chịu lạnh cũng tốt luôn. Nó ha? Chịu lạnh tốt hơn là cái cây. Vậy là tại vì nó nằm trong nước mà mặc dù ở những cái nơi đó nước nhiều thì nó trời lạnh nó cũng vẫn lạnh vậy. Thì nó chịu lạnh khỏe hơn, nó phát triển tốt hơn. Dạ dạ dạ.
Này cây thần kỳ ha. À, mình có một ít cây thần kỳ thôi, cái phần dạ. Cây thần kỳ anh bán như cây là 60 đồng một cây dạ. 60 đồng một cây có bông luôn dạ, nha dạ, các bạn. Dạ. 60 đồng một cây nha, cây thần kỳ. Dạ. Thì cái này mình có một ít cây bình bát mà ở 1 ga lông. Dạ, bình bát nhỏ ha. Dạ, bình bát nhỏ. Ai mà dạ. muốn thử ghép mà sao mà sớm thì mình có thể tập ghép dạ. ở đây, bằng cái này từ cái gốc nói vậy chứ gốc nó cũng bự lắm. Dạ. Cái này là ghép là cũng ngon lắm. Ồ đúng rồi, cái gốc này cũng bự lắm. Dạ, mình ghép là ngon à, ngon ăn ngon ăn. Dạ, một cây này anh bán như cây vậy? Một cây này mình bán 30 đồng. 30 đồng nha các bạn. Dạ. Mà gốc nó cũng to to đó. Dạ. Dạ. Ai mua 2 cây là 50. Dạ, 2 cây 50. Bên năm bữa nay mình promotion 2 dạ. cây hết. À, có một số sòi. Sòi này là sòi collection có nhiều giống khác nhau. Yeah. Yeah. Nó có đủ giống đó, sòi Thái Moon Conci rồi Bram Kermi rồi nói chung là sò rồi đó. Dạ có nhiều loại sòi khác nhau. Sweet Tart. Dạ. Cái này là sòi collection không? Dạ yeah, collection thì yeah, mình bán 45 đồng một cây. Dạ. 45 đồng cây nha các bạn. Dạ. Thì cây cũng xung xe nha. Dạ dạ. Nó sòi cũng không có nhiều lắm. Dạ. Yeah. 45 đồng một cây. Yeah. Yeah. Gì nữa mà. Có mấy cái cây bonsai này sao? À, thì ở đây mình có cái bonsai bằng cái này là cái cây bonsai bông giấy. Dạ, yeah, bông giấy bonsai yeah, mình nhìn là cái loại loại này là cái loại nó lùn nó không có lên cao lắm. Dạ. Yeah. Ừ, mà được cái gốc nó rất là đẹp. Dạ, mình bán 150 một cây. 150 một cây nha các bạn. Dạ, cái gốc này cái này rất là đẹp luôn. Dạ. Yeah. Bonsai nha. Dạ dạ. Ai có nhu cầu bonsai thì cứ mình tới đây. Dạ. Yeah. Yeah. Còn có những nhiều linh sam cũng có nữa. Dạ linh sam. Cái đây là gốc mai chiếu thủy à? Mai chiếu thủy nhỏ à, 80 đồng một gốc như vậy. Cũng bonsai luôn bonsai, ha. Bonsai dạ. 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 Có nhiều cây đẹp lắm nha các bạn. Dạ. Mấy cây nè, quá đẹp luôn ha. Dạ, cái đó là linh sam. Dạ, linh sam mai chiếu thủy. Dạ. Nói chung cái cây linh sam nó cũng thơm dạ. Dạ, có nhiều cây kiển nha. Dạ. Ai có nhu cầu. Dạ thì đó. Dạ. Seri gò công á. À, seri gò công. Này đang à, có 6, bông. Dạ. Đang có bông. Mình sale là 60 đồng. Dạ. Cây, 60 đồng nha các bạn. Dạ, gốc cũng cao. Dạ. Dạ, cây đa số cao cây, lớn. Cây nào cũng có bông hết. Dạ. Dạ, 60 đồng cây. À, vú sữa đại hệ giá nè. Nếu mà có bông là 180 mà không có bông là 150. Dạ. Có bông thì 180, không có bông 150 nha các bạn. Dạ, cây gốc cũng lớn. Mà cây bự lắm. Dạ. Cây xung xê lắm nha. Ừ. Thấy không? Nhìn quá xâm xê luôn á. Dạ, cái này mình trồng thấy lá cũng thấy mát mắt. Dạ. Có bông 180, không có bông 150. Dạ. Dạ. Thì ổi đầy là ổi mình có ổi ruby Đài Loan với lại ổi Thái Dương với ổi nữ hoàng. Dạ. Đang sale là 150. Dạ. 150 nha. Cây đẹp lắm đó. Có dạ. cây có trái luôn nha các bạn. Đây. Có trái luôn nè. 150 hết ha. Dạ dạ. Dạ. Anh xem 150. Dạ. Đây trái nè, trái đã không? 150 luôn nha. Đặc biệt là mình có mấy cái cây nho thân gỗ lớn này. Nha, cái này là màu đen, màu yeah. cái black nho thân gỗ lớn ha. Dạ, rất là lớn. Cái yeah. này có bông chưa? Cái này thì chắc đến tháng 10 là mình nghĩ sẽ có bông. Mình dạ. trời nó lạnh một xíu á. Dạ. Có bông bất cứ lúc nào ha. Bất cứ lúc nào. Cái này là có thể cái có này, bông rồi. Cái này gốc to gốc nha. Gốc lớn lắm dạ. Mà nó một gốc thẳng đi lên. Ừ, cái gốc này là đẹp, nó không dạ. có nhiều gốc. Dạ. Đôi lúc cái gốc kia nó tỉa ra tùm lum nhưng mà dạ. gốc này là gốc đẹp. Cái dạng kia là dạng bụi cái dạng bụi đây là dạng cây. Dạ dạ. Cái này anh bán nhiêu cây chứ nếu mình tỉa một xíu á, mình có thời gian mình tỉa một xíu là nó rất là đẹp. Dạ, như gốc nào cũng đẹp hết á. Dạ dạ. Cây nào cái nấy gốc rất là đẹp luôn. Anh bán nhiêu cây vậy? Cây này mình sale đại hạ giá luôn là 550 một cây thôi trong cái tuần này. Dạ. 550 một cây nha. Dạ dạ. Thì anh nói gốc lớn lắm. Anh nói sẽ có bông có trái bất cứ lúc nào á nha. Dạ dạ, cái này là nó đủ lớn rồi, nó lớn, quá lớn rồi. 550. Dạ. Dạ. Cây xung xê. Dạ, dạ mình có khoảng 7-8 khoảng 10 gốc thôi à. Khoảng 10 gốc là, nha. Dạ, thường thường mấy cái này là giá rẻ lắm cũng 700-800. Dạ. Dạ.
Tại vì cái này là cái cây nó chuẩn bị để sang qua cái chậu 45 ga lông hay lớn hơn thì nó cho nó phát triển mạnh hơn. Nói chung là cây này cây bự á. Cây bự, cây rất là bự. Dạ. Mình gốc, chưa có sang chậu. Dạ. Gốc to. Đúng là phải sang qua cái chậu 45 ga lông từ lâu rồi. Dạ. Dạ. Ai mà thích collection về cây cẩm thạch thì mình có một cái cây cẩm thạch coi như là rất là quý hiếm ở ở Cali này, tìm không có ra. Oh. Cây này nó đẹp lắm, nhờ cái gốc cây lớn. Cây kiển hay gì? Dạ cây kiển, nó chỉ là cái cây lá kiển thôi. Mình chủ yếu mình trồng ở trước nhà, nó rất là đẹp. Oh. Yeah. Cây này bự lắm nha. À, rất là bự, nhờ. Ở trong cái chậu bự lớn này. Dạ. Cây này gốc cũng rất là to luôn. Cây này là cây kiển nha các bạn. Dạ, dạ. Cây kiển. Cái này là tìm không có ra đâu, không? Dạ. Như là hiếm khi nào có được cái cây mà variegated lớn như vậy. Lá cẩm thạch. Dạ. Cây này ai có nhu cầu gọi anh. Dạ, dạ. Không, mình bán luôn đi là 800 đồng một cây. Dạ. 800 đồng nha các bạn. Dạ, dạ. 800 đồng. Mà cây đẹp lắm. Dạ. Oh man, anh che cái đó lên đó, nhìn trong đây nó đẹp nhớ nha. Cái màu của nó đó. Dạ, dạ. Nó, dạ. Nó thỉnh thoảng nó có những cái lá màu đỏ nữa, thành thử nó nhiều màu trong này lắm. Dạ. Có mấy cái lá lạ lạ ha. Ừ, dạ. Nó có 3-4 màu trong này. Dạ. Mà cây này nhìn đẹp thiệt chứ. Dạ, mình thấy lạ cho nên mình mới ráng mình rinh về. Dạ. Ngay cả ở những cái tiểu bang khác hay ở Florida tìm cái cây lớn như vậy tìm cũng không có ra. Dạ. Cây nhỏ thì có, cây lớn thì cũng hiếm lắm. Dạ. 800 đồng ha. Dạ. Dạ. Cái lá nó hay lắm. Dạ. Cái lá này nó giống... nó đủ thứ màu á, màu trắng ở đây rồi xong nó có màu đỏ này nữa. Nên mình thấy cái lá, cái cây này đẹp quá mình phải bưng về mới được. Ủa cây này nó có tên gì không á? Nó có tên mà mình quên rồi, đã bữa nào mình tìm ra cây Latin. Cái này là cây của Mỹ chứ không phải là cây Việt Nam cho nên mình không biết cái bên tiếng Việt là gì. Nhưng mà nhìn nó đẹp, nó quá đẹp luôn. Mình thấy lạ quá nên mình bưng đại một cây về. À. Cây này mà ai mà chơi mua cái chậu nào kiển nào mà đẹp đẹp á, bỏ vô á là quá đẹp. Cây này đẹp, rất là đẹp. Thì tiếp tục mình sale mận là 180 đồng cho mấy cái chậu này. Dạ. Dạ, thì nó có nhiều loại lắm. À, có mận hồng sóc chân, có mận tam hoa, có mận gốc lớn. Nè, mận nó cũng có trái rồi, mận tam hoa nó đã có trái. Có giống mận trắng vậy? Dạ, mận trắng. À. Giống mận trắng nữa bà. Có cây này 180 luôn nha bà. Ừ. À, nhìn trái cũng hấp dẫn lắm nha. Dạ, bên này cũng vậy 180. Dạ. Cũng 180 nữa. Dạ. Cây lớn là 300, cây nhỏ là 180. Cây gốc cũng to lắm nha. Dạ. 180 nè. 180. Ừ, những cái gốc lớn này là 300 đồng. Dạ. Cái này là mận. Trong đây thì 300, dạ. 300 mà bự lắm nha. Dạ. 300 cái nào cái nấy bự lắm. Cây này qua năm là thành cây cổ thụ rồi. Dạ. Wow, mấy cây mắng cầu bự quá. Nó lớn nhanh phải không? Dạ, nhớ quá, nhớ quá kỳ nó, lúc mà tới đây nó tới đây à. Dạ. Bây giờ nó lớn rất là nhanh. Dạ. Nó đụng tới cái nóc luôn à. Dạ. Ai có nhu cầu thì lấy gấp chứ không mình sẽ chuẩn bị mình sang qua 20 ga lông. Dạ. Tại vì nó hết đất rồi, nó không có đủ đất rồi nó lớn nữa. Thì anh bán như cây vậy? Nếu mình chỉ bán 80 đồng thôi. Cây rất là đẹp. Dạ. 80 đồng gốc này nha. Dạ. Cái này có nhiều loại không? Có nhiều loại trong này. Dạ. Dr. White, có Gino Pacetti, rồi có AP nữa. Cho nên mấy cái này cần thiết phải phải sang chậu. Còn nếu mà ai muốn mua gì để ghép á, mình có thể làm 3-in-1, 4-in-1 trong cái này được. Tại vì cái cây nó lớn sẵn rồi, những cái nhánh này nè. Mình làm ghép 2-3 giống vô được. Tại vì cái gốc lớn này cũng hiếm có lắm nha. Dạ, cũng có lý. Cho nên mình trồng vô cái chậu 20 ga lông, mình ghép 3-4 thứ vô. Tại vì mình ở trong cái bì này, chứ nếu mà ở trong cái chậu 20 ga lông là lớn lắm rồi. Bây giờ cần phải sang chậu gấp mà mình bận quá chưa sang được. Nhưng mà mấy cây này rất là lớn, bán giá phải chăng 80 đồng. Dạ. Dạ. Cây đẹp lắm nha. Dạ. Cây quá đẹp. Mấy cây bơ này cũng vậy, cũng giá 80 đồng, nó rất cũng lớn, cũng chuẩn bị phải qua cái chậu lớn. Dạ. 80 đồng luôn. Dạ, dạ. Cây cũng bự nha. Ừ. Cũng xum xê lắm. Dạ. Đây là jam, là một cái loại bơ quý. Dạ. Dạ, bơ jam ha. Dạ, jam. Dạ. Nó giống như là avocado, giống như là hát nhưng mà nó ngon hơn. Dạ. Một số cái mận mận xanh là mận của Indo đó. Indo. Dạ. Mận Indo. Dạ.
Đồ gốc cũng gốc, lớn lắm nha. Gốc to lắm nha. Dạ, dạ. Cây này anh bán nhiêu cây vậy? 200 đồng một cây. 200 đồng một cây nha. Dạ. Gốc sum sơ. Dạ. Cái này mận xanh ha, mận dạ, xanh, xanh đỏ. Mận xanh với mận đỏ có hai loại. Có hai loại. Dạ. Cái này nó đẹp lắm, nhiều nhánh nha. Dạ. Cái này qua năm tới là trái nhiều lắm nha. Dạ. Mà nó sum sơ ha, dạ. Nhìn nó tươi, sum sơ. Cái này là nó đã có trái rồi, mà cái lúc có trái á, là nó ở bên Florida, cây mà nó có trái á, yeah. Thường thường nó trong mùa mưa mà nó có trái thì trái nó hơi nhạt, yeah. Nên thường thường phải đem về sớm hơn cái lúc mùa mưa ở Florida. Nhưng mà em để ý, nếu mà cây nào mà được trồng ở Cali á, nó ngọt đà hơn, nó lậm đà hơn, yeah. cây mận ở Florida phải ăn sớm mà ăn trễ không được nha, yeah. Tháng 3, tháng 4 đã ăn rồi. Chứ qua đến tháng cỡ này mà ăn mận của Florida thì không còn ngon nữa nha. Dạ. Mà để ý cây, mấy cây mà được trồng ở Cali, cây nào cây nấy nó đậm đà, dạ, nó dạ, ngon nó, lắm. Nó ít nước á, nó ấy hơn. Dạ. Bên kia đến mùa này là mùa mưa. Dạ. Cho nên nó, cái này là cây cây sake. Ồ, sake có luôn hả? Ai có nhu cầu, từ có một người, có nhiều người hỏi á, thì mình... Sake có luôn nha. Dạ, ai có nhu cầu thì mua cây sake này. Wow. Cây sake này thuộc loại cây lớn nha. Từ từ, nguyên cái nước Việt Nam mình có lại. Sake, từ từ người ta chuyển cây qua đây hết luôn nha. Dạ. Từ từ có hết luôn á. Dạ, sake là mình, cái trái đó mình chiên rồi cũng ngon lắm á. Ngồi anh bán cây này nhiêu cây? Cây này là mình bán 500 đồng. Dạ. 500? Dạ. 500 cây sake nha các bạn. Đây, gốc cũng to lắm nha các bạn. 500 đồng. Thì mình sẽ có cái cây nó nhỏ hơn là trong kỳ tới. Nhưng mà kỳ này mình có cây lớn này. Dạ. Nó... như duy nhất một cây hả? Dạ, có một cây duy nhất, từ có một người người ta hỏi, yeah. Thì mình đem về coi thử người ta có mua hay không. Thì sake hả? Sake, yeah. Thì tuần tới mình có mấy cái cây nhỏ nhỏ hơn. Yeah. Yeah. Cây này là cây hot, một loại June Plum. Nó giống như cây June Plum mà đều nó là June Plum của mễ. Nó giống như cái cây cốc, cốc mễ đó. Trái nó màu lớn lớn. Khi sống thì nó chua, nhưng mà khi chín nó ngọt. Mà mễ rất là thích cây này. Nhìn cái lá nó cũng giống, nó giống như bà con nhà nó. Dạ. Dạ. Gốc cũng rất là to luôn. Này. Gốc này là gốc khổng lồ. Ồ. Cây này anh bán nhiêu cây vậy? Cây nhỏ là 300, cây lớn là 400. Dạ. Dạ. Cây nhỏ 300, cây lớn 400 nha. Dạ. Gốc quá trời trời luôn. Quá to luôn á, cầu thụ luôn á. Một ít khế 7 ga lông cũng gốc đẹp 80 đồng nha. 80 đồng nha các bạn. Đây gốc đây. Có cây có trái luôn nha. Mấy cái này thì lúc nào nó cũng sẵn sàng có trái hết rồi nha. Dạ, dạ. Cái này mãng cầu na dai ha. Cái này da như na dai này, cây cũng tương đối lớn. Dạ, cây đang có trái nha các bạn. Đang có trái nè. Cây này bán nhiêu cây vậy? Mình bán là 200 đồng. 200 đồng nha các bạn. Gốc cũng to to á. Gốc cũng to to. 200 đồng. Cũng có một trái này. Ồ, oh, wow, đây trái bự luôn, cái này ăn được nha các bạn. Dạ, đây cũng bự. Dạ. Oh, man, đây các bạn. Ăn được luôn nha các bạn. Yeah. 200 hết ha. 200 hết. Sorry, cái đèn có trái luôn. Trái luôn. 60 đồng. Trái 60 đồng. Oh, trái nhiều nha. 60 đồng cây nha các bạn. Đang bông đang trái. Như cây nào cũng đang có trái. Một ít me này là me chua. Me chua đang có bông luôn. Cây 15 ga lông mình bán 120. 120 nha các bạn. Mà cây bự nha. Cây cao đó. Me chua. Có một ít mận black gold. Black gold có luôn nha các bạn. Ở trong 7 ga lông là
mình sale là 80 đồng. 80 đồng cho Black Gold. Dạ, đó là cái giá rất là thấp cho Black Gold. Thì tới đây hỏi anh Minh cái Black Gold anh ta chỉ thì nó cũng giống giống nhau á. Đúng rồi, đúng rồi. Mới biết phải hỏi mới biết. Nó lộn, tự nhiên nó mùa này nó không có trái á. Dạ, Black Gold 80 đồng. Khế chua mà đặc biệt sale là 30 đồng mà, nên là khế chua hết. Khế chua 30 đồng. Dạ. Mà cây cũng ok. Dạ. 30 đồng hết hả? Dạ. Thì khế là nhiều lắm cây khế này. Cây khế bông quá trời bông nè. Quá trời bông. Rồi nói chung ra là trái luôn chứ bông gì chứ. Phải là bông. Dạ. Wow. Khế này là quá hay luôn á nha. Bông trời trời bông bao nhiêu là đậu trái hết bấy nhiêu rồi ba. Đậu hết rồi. Quá trời trái luôn á. Wow. Ghê ta. Đậu trái mà ghê luôn. Cái cây này anh bán nhiêu cây vậy? 200 đồng, 200 đồng. 200 nhớ ba. Cây gốc này, gốc to đậu, lắm. Đậu cũng nhiều lắm, đậu nhiều. Ôi trời. Oh man. Mấy cái này là gần như là chỉ có vài bữa là cái nước gãy cây thôi. Nãy giờ mình không thấy luôn mà mình tưởng đâu là cái lá thôi. Yeah. Trái nè. Wow. Cũng 200 luôn ha. Dạ, 200. Ồ các bạn ơi, cái này trái đậu coi. Đậu thấy mê thật chứ. Như chỗ nào mà nó ít gió đó, anh chỗ đó. Đúng rồi, nó chỗ... phải, thằng này nó kén lắm, nắng quá cũng không chịu mà là gió quá cũng không chịu. Ít gió là nó đậu dữ lắm. Nó dễ bị rụng lá lắm, nó không có chết mà nó cứ rụng lá hoài, mỗi lần rụng lá như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái chuyện có bông có trái. Nên chỗ nào mà kín kín xíu là nó ok. Mấy thì nó vô trong đây tự nhiên nó có trái, còn mấy cái ở ngoài nó lại không có trái. Trái quá trời trái luôn. Wow. Mê thiệt chứ. Trái không à. 200 đồng. Cái này mà nó có trái hết là coi như không biết cái cây này có chịu nổi không. Nè các bạn thấy nó đậu không? Bắt đầu nó rụng xuống rồi thấy không? Cái nhánh nó đã bắt đầu chưa, cái trái chưa lớn mà nó đã chịu xuống rồi. Tại vì nó nặng, nó nhiều quá, trái quá rồi. Nó chịu hết nổi rồi. Dạ. Có một tấc seri gà con mà mình có trong cái chậu lớn, cái cây này là 200 đồng. 200 đồng, đang có nhiều bông nữa nha các bạn. Ồ, có trái luôn, đậu trái luôn. Cây này là 108. Cây này là 108, cũng đang có nhiều, rất là nhiều trái luôn nha bà. Trái không à. Wow, cây này cũng nhiều trái quá hả? Nhiều trái lắm, nó dễ có trái, bông quá trời luôn, nó đậu. Wow, trứng cá. Trứng cá là khỏi nói luôn. Trứng cá gì mà trái ghê luôn bạn ơi. Đây là. Đây là trứng cá gì mà có trái đó nè. Wow, ở đây anh trồng cái gì cũng mê, thấy ham luôn. Trái không à? Thơm lắm à. Wow, ở trên đó là trái quá trời luôn. Hàng nó thơm lắm mà. Dạ. Wow, trái quá trời luôn. À. Dạ, ăn lâu lâu ăn lại cũng nhớ là cái hồi là còn nhỏ, tranh nhau mà giành nhau mà hái trứng cá. Wow, đã thì chứ. Ở Việt Nam nó không có nhiều trái như vậy. Đúng rồi, ở đây thì quá trời trái luôn. Mà trái cây ở đây ăn ngon lắm. Yeah. Dạ. Ôi, xoài này, xoài gì mà trái không vô? Mấy cái xoài cóc với lại xoài mà lila nó trái quá trời luôn. Này, trái nè mà. Trái. Mấy cái này là xoài đặc biệt. Dạ. Yeah. Cái này bao nhiêu tiền một cây vô? Cái này là sugar low thì cái trái nó ăn nó giống có mùi dừa trong đó. Dạ. Cái cây này anh bán nhiêu cây vô? 300 đồng. 300 đồng nhớ ba. Đang có trái. Cây cuối cùng. Dạ. Còn xoài cóc thì cũng đang có trái luôn. Dạ. Xoài cóc với Manila là đầy hết. Nó dễ các trái, cây nó khỏe. Cây này cây gì cũng có trái trên đó đã rồi. Trái, cái cây này thấy chắc quá. Cây này cây này vừa chắc mà vừa đẹp luôn. Nhìn quá đẹp luôn. Wow, còn đây cũng có trái nữa nè. Cây này bao nhiêu vậy? 250 nha ba. Nói chung ra là nhìn xoài mà có trái nó đã lắm. Những cái ly chi này mình cũng sale, nếu ai tới có nhu cầu để hỏi giá. Dạ. Yeah. Anh cũng sale vải luôn ha. Vải mình sale nửa giá hết. Vải sale nửa giá luôn. Còn nhãn là trái quá trời luôn. Nhãn 200 đồng một cây gốc lớn. Dạ. Yeah. Nhãn 200 đồng một cây gốc lớn nha các bạn. Mà nhiều trái lắm. Các bạn thấy anh Kim trồng nhãn gì nè. Đó, gì nè. Gì nè. Quá ghê luôn á. Nhãn gì mà chơi mà chùm chùm không à. Năm nay là cái ổi Đài Loan nó ổi Đài Loan không hột nó đậu trái nhiều hơn mình đó. Dạ. Rồi trái quá trời nè. Đây.
thường thường ở Đài Loan nó ít ít trái, ít đậu trái. Dạ, cây này anh bán nhiêu vậy? Gốc nhiêu rồi? Anh bán cây này nhiêu? Khi đó mình bán là 800. 800 nha bà. 800. Cây này cũng gì luôn hả? Cây này cũng nhiều, cũng trái không nha bà. Quá trời trái luôn. Đây cũng vậy nè. Wow, cũng nhiều trái á. Nhiều trái. Dạ. Còn còn sao bô này sao? Sao bô này là 1.500. Dạ. 1.500 gốc cũng to vậy, đang có trái có bông nhiều lắm nha bà. Đang có bông có trái. Dạ. Đang có bông có trái rất là nhiều luôn. Còn mặn là khỏi nói luôn. Mặn hồng Sóc Trăng nữa. Hồng Sóc Trăng là một cái cây lớn. Dạ. Cái gốc nó lớn hơn. Mà trái quá trời trái luôn. Trái gãy cây rồi. Dạ. Mà mặn hồng Sóc Trăng nó lạ cái bông nó không có rụng. Yeah. Anh không tưới hoặc là anh tưới nó đều giữ cái bông hết. Yeah, nó hay cái chỗ đó. Wow. Cây này anh bán nhiêu cây vậy? Mình sale là 500 đồng. 500 đồng nhớ không ba? Có nhiều cây đang có trái nữa nè. Trái cũng nhiều. Quá trời trái. 500 đồng. Wow, cái xoài này gì mà trái dữ vậy ta? Đây nè. Xoài này xoài gì á? Nó là carrier nha. Carrier, cây này anh bán nhiêu vậy? 500 thôi. 500 nha các bạn. 500. Còn em bên đây anh? Cái em này mình bán 600. 600, nó tên gì á? Nó là Valencia chắc nha. Ồ, Valencia tự tựa xoài cắt và lọc á nha các bạn. Ồ, nhìn trái cũng đã quá. Mà gốc cũng to, cây này nhìn khỏe quá. Dạ. Mấy cái sample trên này là 600 đồng, nó cũng đủ loại giống khác nhau hết. 600 mà cây bự nha các bạn. Cây bự 600 đồng. Cái này chỉ chờ nó có trái nó đậu là mình bán được. Dạ. Bây giờ người ta hơi kén một xíu, nhưng mà mấy cái này nó qua năm là nó đậu trái nhiều lắm. Dạ. Thì tới chừng đậu trái thì cái cây là cái giá trị khác nữa, nó lại tăng lên. Thì mình không còn sale 50% nữa, mình dạ. Sale 30% thôi. Dạ. Ủa đây anh có mặn gì? Mặn này mặn gì vậy? Mặn là Green Diamond thôi. Green Diamond nhớ các bạn. Đây. Cây đã không? Cây này cây bự nha, đang có trái nha các bạn. Cây là dạng cao đó. Cao cao bự bự. Đây. Green Diamond nhớ các bạn. Cây gốc cũng to to. Cây này anh bán nhiêu vậy? Mình bán là cây này là 1.200 một cây. Nhưng mấy cây này là 1.200 hết cây này. 1.200 hả? Cây này cây bự nhớ các bạn. Cái gốc cũng to. Cái này cũng Green Diamond luôn ha. Dạ, mình cứ bán nửa giá trên chậu. Dạ. Nửa giá trên chậu. Cái này cũng đang có trái nè. Wow. Đây. Đang có bông. Ô, đang có trái rất là nhiều luôn. Đây là một cái loại xoài của Malaysia cũng nổi tiếng lắm. Dạ. Xoài trái già giống như Bramkame. Giống như xoài Thái vậy ha. Dạ, giống như xoài Thái, đây là của Malaysia. Dạ. Cái nó tên gì vậy? Plumcum gì đó mình cũng không có, cái này nó hơi lạ cái tên nè. Plumcum hả? Cây này anh bán nhiêu cây vậy? 600 đồng. 600 đồng, cây nó lạ lắm nha các bạn. Trái nó dài nè. Đã ha? Nhiều cái trái nhìn đẹp. Cây xoài khổng lồ này, trái đầy hết nè. Đây. Gốc cũng to lắm nha các bạn. Trái quá trời. Cái này tên gì vậy? Cái này cũng giống như là Valencia. Valencia trái luôn nó dài dài xíu. Dạ. Nó tự tựa xài cát hòa lọc nha các bạn. Cái này anh bán nhiêu? Giá em thấy giá nó. Cái này khoảng 800 đồng. 800 nha các bạn. Cây gốc bự lắm mà nhiều trái lắm. Rất là nhiều trái luôn. 800 đồng. Nho thân gỗ. Đen này lớn, cái gốc lớn. Rồi, cây này anh bán nhiêu cây vậy? Mình đang sale là 700 đồng. 700 đồng nha các bạn. Có rất nhiều nho thân gỗ đen mà gốc to lắm, gốc rất là to luôn. 700 đồng ha. Yeah. 700.
cái này có bông có trái bất cứ lúc nào á nha. Dạ. Cái này nửa giá trên chậu nha các bạn, nếu mà đến á thì nhìn cái giá trên chậu mình cứ đôi. Dạ. Mấy cái cây lớn là mình bán hết rồi. Dạ. Mất dần. Dạ. Mấy cây này khỏi nói rồi đó, cái cây này chà bá lửa. Quá bự luôn. Thường thường là cái mùa nó mát xíu nó sẽ bắt đầu có bông trở lại. Dạ. Nên khoảng tháng 10. Dạ. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 là nếu mình thực sự muốn mua thì cái khoảng thời đó mình tới sớm. Dạ. Khi nó ra bông mình chụp liền, cho khi mình để cho người ta thấy thì là mấy người ta lấy rồi. Dạ. mình phải là người phát hiện mà nó ra bông. Mà như em nghe người ta nói là nho thân gỗ nó phái phân cá lắm, mà anh tưới phân cá vài lần là nó ra bông à. Dạ, nó cũng đúng lúc thôi. Dạ. Dạ. Nhiều lúc trời nắng nó cũng ít ra bông hơn. Ủa trứng cá anh xèo cây nhiêu vậy? Trứng cá hồi nãy cũng xèo là 60 đồng một cây. Dạ, 60 đồng một cây, nhưng mà trứng cá hồi nãy các bạn thấy anh Khiêm trồng rồi quá trời trái luôn á. Mấy cái này nó cũng bắt đầu nó có trái rồi. Dạ. Mặc dù là cây nhỏ 60 đồng một cây. Dạ. Thế nói nhỏ chứ đâu có nhỏ đâu, nó cũng bự rồi. Nhỏ là không có lớn. Dạ, 60 đồng. Cốc này nếu ai thích thì những cái cốc lớn này là 100 đồng hết nha. Dạ. Những cái cốc lớn này 100 đồng hết nha các bạn. Dạ. Cốc lớn là nhiều cây nó cũng có trái thì chung sơ. 100 đồng hết. Dạ. Còn ổi ha. Cái này là giống như ổi dưới kia đó, mình dạ. Ổi thái rồi trái không nha các bạn. Dạ. Trái quá trời trái luôn. Ổi thái rồi ruby Đài Loan. Dạ. Rồi nữ hoàng có luôn. Là một số cây na, đây là 150 một cây. Na 150 nha các bạn. Thì gốc cũng to lắm á. Đây. Đây, gốc cũng to. Này. Gốc cũng to. 150 một cây. Cây trồng cây trộn 15 gallon nó đang có trái. Đang có trái luôn nè nha các bạn. Đây có trái luôn. 150. Gốc to.